James Franco, tài tử bị phanh phui ngoại tình với Amber Heard giờ ra sao? James Franco là diễn viên thực lực của Hollywood. Anh từng giành chiến thắng tại hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc của phim điện ảnh thể loại hài hoặc ca vũ nhạc tại Quả Cầu Vàng 2018. Tuy nhiên, tài tử cũng là minh chứng điển hình cho câu nói lắm tài nhiều tật. Sau khi bị lộ chuyện ngoại tình với Amber Heard, cuộc sống của anh cũng có nhiều thay đổi. James Franco đang hạnh phúc khi đóng phim trở lại. Tác phẩm mới được anh kỳ vọng vượt dậy tên tuổi sau vụ lùm xùm tình dục. Cụ thể, James Franco vào vai người dân chăm chỉ trong bộ phim truyền hình Me You. Đây là dự án hiếm hoi anh tham gia sau 4 năm vướng cáo buộc quấy rối tình dục. Theo Hollywood Reporter, tôi vui mừng khi được làm một phần của phim và cơ hội làm việc cùng huyền thoại Paul August là niềm vinh hạnh. Tôi hâm mộ tác phẩm của ông và Me You thực sự sở hữu kịch bản xuất sắc, nam diễn viên chia sẻ. Me You được chuyển thể từ tiểu thuyết To Mia của Ari De Luca. Phim tiến hành ghi hình vào tháng 9 ở đảo Ischia, Italy. Dựa trên mô tả, phim này dành cho lứa tuổi mới lớn khi theo chân Marco, thanh niên 16 tuổi dành thời gian chèo thuyền trong vùng nước yên tĩnh của vịnh Naples với người dân Nicola Brando. Bối cảnh của phim là những năm 1950. Bên cạnh các vai chính và thứ chính, phim còn có sự tham gia của hai diễn viên Tom Hollander và Daisy Jacob. Sự trở lại của Franco sau thời gian bị tẩy chay vì bê bối tình dục khiến công chúng chú ý. Anh bị nhiều phụ nữ tố hành vi quấy rối từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 10 năm 2019. Hai học trò cũ của Franco là Sarah Teeter Kaplan và Tony Gunn cáo buộc nam diễn viên sàm sỡ ép họ khỏa thân trong lúc theo học tại trường đào tạo diễn xuất do anh thành lập. Cuối cùng, cả bên nguyên đơn và bị đơn đã thống nhất dàn xếp bằng tiền để vụ lùm xùm lắng xuống. Cụ thể, Teeter Kaplan nhận 670.500 đô và Tony Gunn nhận 223.500 đô, số tiền hơn 1 triệu đô còn lại để chi cho các sinh viên khác tại Los Angeles và New York. Trả lời phỏng vấn Sirius XM năm ngoái, Franco thừa nhận đã ngủ với sinh viên trong tình trạng khỏa thân. Anh cho biết bản thân đã mù quáng trước vẻ đẹp phụ nữ nên không thể nhận ra sai lầm của mình. James Franco cũng không chối cãi việc anh không chung thủy. Hồi tháng 4, nam diễn viên bị réo tên trong vụ ngoại tình với Amber Heard. Cụ thể, trong phiên xử ngày 17 tháng 5, Amber Heard đã thừa nhận cô qua đêm với nam diễn viên James Franco sau khi luật sư của chồng cũ tung ra đoạn băng trích xuất camera trong thang máy cho thấy Amber Heard đã đón James Franco khi anh đến căn penthouse của cô trong đêm 22 tháng 5, 2016, ngay trước khi nữ diễn viên đâm đơn ly dị Johnny Depp. Trong cuộc thẩm vấn chéo cùng ngày, Camille Vasquez, luật sư của Johnny Depp hỏi vì sao Amber Heard lại thay ổ khóa trong khi đã nộp đơn lên tòa án yêu cầu có biện pháp cách ly chồng cũ để tránh bạo lực gia đình vào ngày 27 tháng 5 năm 2016. Nữ diễn viên cho biết cô luôn bị khó ngủ mỗi khi Johnny Depp đến nhà. Amber Heard nói dù cô yêu cầu nhân viên tòa nhà không cho chồng vào nhưng họ không bao giờ làm như vậy. Khi luật sư hỏi vì sao Amber Heard cảm thấy thoải mái khi James Franco ở lại qua đêm 22 tháng 5, 2016, nữ diễn viên nói cô không biết chuyện nam diễn viên tới. Camille Vasquez đáp, được thôi, để tôi gợi nhớ cho cô nhé. Sau đó, vị luật sư này cho chiếu đoạn ghi hình cảnh Amber Heard đón James Franco trong thang máy vào khoảng 11 giờ đêm và dẫn anh lên nhà. Cả hai trông khá tình cảm và gần gũi từ đầu vào nhau. Không thể chối cãi, nữ diễn viên thừa nhận đúng là James Franco xuất hiện trong video và họ đang cùng nhau vào căn penthouse của Amber Heard. Và ngay ngày hôm sau, 23 tháng 5, 2016, Amber Heard đã nộp đơn ly hôn Johnny Depp. Anh ấy là bạn tôi và anh ấy sống gần căn hộ của tôi. Nói thật là khi đó tôi không nhận được sự hỗ trợ của bất cứ người bạn nào, nên rất vui khi có thể tìm thấy người bạn nào vào thời điểm đó. Nữ diễn viên nói thêm. Amber Heard và James Franco từng đóng chung phim Pineapple Express 2008. Johnny Depp từng khai trước tòa rằng anh luôn nghĩ Amber Heard và James Franco đang hẹn hò với nhau khi họ chung sống. Amber Heard thì kể cô và Johnny Depp từng cãi nhau nảy lửa vì James Franco, dù họ chỉ liên quan đến nhau bằng công việc.